Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 87 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách .vip, dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 272, Cảm ơn người. Cẩn thận à! Viên Minh lên tiếng nhắc nhở, đồng thời điều khiển nghiêng mực màu đen ngăn cản phía bên trên. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo điện quang bỗng nhiên nổ vang. Viên thanh sắc lôi cầu vỡ ra, sáng lên một đạo quang mang lóa mắt. Ba cây thanh sắc lôi mâu từ trong đó bay ra, chia ra bắn về phía ba người Viên Minh. Ầm! Thanh sắc lôi mâu đánh vào trên nghiêng mực màu đen, nổ tung ra một mảng lớn thanh sắc điện quang hình lưới. Thanh âm hồ quang điện nổ vang đôm đốt. Nghiêng mực màu đen quay tròn bay xoáy về, rơi đập trên mặt đất. Mặt ngoài xuất hiện một vết nứt rậm rạp. Một bên khác, ba đạo tường đất đều nổ tung. Bả vai Lục Thâm trốn phía sau cháy đen một mảnh, thần sắc trên mặt hoảng sợ, lần đầu vượt qua phẫn nộ. Bạch Dạ trên ngực dán một tấm bùa chú, quanh thân chống lên một vòng bảo vệ màu trắng, sắc mặt tái nhợt. Vòng bảo vệ màu trắng này nhìn như không có gì khác thường, cẩn thận quan sát mới phát hiện quang mang hơi chớp động, tự hồ sắp không chống đỡ nổi. Tiếp tục như vậy không được rồi, lực công kích trận này quá là mạnh mẽ. Bạch Dạ cầm một viên trung phẩm linh thạch, rót pháp lực vào trong vòng bảo vệ màu trắng, mở miệng nói. Chống đỡ trước, rồi nói sau đi. Thần sắc của Lục Thâm ảm đạm. Viên Minh ngồi xổm trên mặt đất, một tay chống trên mặt đất. Một cây mây tinh tế từ dưới đất nhô ra, chống bàn tay của hắn. Hắn hơi nhắm mắt, tựa hồ đang cảm ứng điều gì. Thế nhưng, theo hắn cảm ứng, lông mày càng nhăn chặt, sắc mặt cũng không khỏi trở nên càng ngày càng khó coi. Lúc trước, hắn đã lặng lẽ thả ra Hoa Chi ở dưới lòng đất, dò xét pháp trận bố trí. Muốn nhìn một chút xem có thể dựa vào lực lượng Hoa Chi từ dưới mặt đất phá hư pháp trận hay không, từ đó trợ giúp cho bọn hắn thoát khốn. Nhưng mà Hoa Chi báo về là dưới mặt đất cũng tồn tại kết giới pháp trận lôi điện, căn bản không thể đụng vào. Cùng lúc này, bên ngoài pháp trận, Thạch Điển, tốc chiến tốc thắng. Pháp trận Tiêu gia sao chỉ có chút uy lực này? Sa Hạo có chút bất mãn nói. Thạch Điển nghe, lồng ngực hơi phập phồng, hai tay chống kiếm, trong miệng quát to. Sau một khắc, quanh thân hắn sáng lên thanh sắc quang mang, giống như thủy triều từ hai tay tuôn vào trong thanh đồng cự kiếm. Đường vân trên thanh đồng cự kiếm cũng sáng lên theo, lấy mặt đất trũng làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng xung quanh bắt đầu rung động. Cả tòa pháp trận lôi điện tăng vọt thanh quang, điện quang bốn phía, mặc cho ai cũng thấy được, một kích tiếp theo sẽ không đơn giản. Trong lòng cô Viên Minh bỗng nhiên trầm xuống, liều mạng hấp thụ trung phẩm linh thạch ở trên tay. Cặp cổng là ta hại ngươi. Bạch Dạ nói, một mặt hình tròn hộ tâm đặt ngay tại tim. Theo gương đồng bảo vệ ngực, đại lượng kim sắc quang mang từ đó toát ra, khuếch tán tạo thành một bộ áo giáp màu kim hơi mờ, che lại nơi yếu hại của thân thể. Lục Thâm cũng lấy ra một chuông nhỏ thanh đồng lớn chừng quả đấm ném lên đỉnh đầu. Chuông nhỏ quay tròn, trên đó chiếu xuống hư ảnh một chuông đồng màu vàng đất, bao phủ Lục Thâm trưởng lão vào trong. Mà bên ngoài hư ảnh chuông đồng lại tiếp tục có ba tầng tường đất màu vàng bao trùm, toàn bộ bao y vào trong. Đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Liên tục ba tiếng lôi đình nổ vang, ba cột sáng màu xanh tráng kiện từ phía trên pháp trận thẳng tắp rủ xuống, theo thứ tự đánh tới hướng Lục Thâm, Bạch Dạ, Viên Minh. Lục Thâm trốn sau tầng tầng vách tường đất, khó thoát bị thanh sắc lôi quang đánh xuyên vận mệnh. Chuông đồng hộ thể chỉ vang lên một chút liền nổ bể. Áo giáp màu kim của Bạch Dạ không chịu nổi, cũng bị đánh tan, hộ tâm kính ngay ngực vỡ vụn ra, áo giáp kim quang trên người như hỏa tinh tán loạn. Viên Minh nâng nghiêng mực màu đen ngăn cản, trên mặt đất trước người có dày đặc dây leo tuôn ra, ở phía trên kết thành mấy tầng đằng giáp, khó khăn lắm nghênh hướng cột sáng kia. Ầm, cột sáng màu xanh rơi vào trên nghiêng mực màu đen, trong nháy mắt nghiêng mực không chịu nổi gánh nặng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số tinh phấn cặn bã màu đen rồi vỡ ra. Cột sáng màu xanh co lại nhỏ một chút, vẫn xuyên thẳng xuống, rơi vào trên đằng thuẫn dây leo tím đen. Tầng đằng thuẫn thứ nhất chỉ ngăn cản sơ sơ, lúc này hóa thành tro bụi. Cột sáng màu xanh co lại nhỏ một chút. Tầng thứ hai cách trở thời gian hơi dài, cũng bị thanh quang xé nát. Cột sáng màu xanh co lại nhỏ hơn một chút. Tầng thứ ba cách trở thời gian càng dài, nhưng vẫn tương tự ngăn cản không có nổi. Cảm ơn ngươi. Viên Minh lần đầu dùng đưa tin phù mà tịch ảnh cho hắn. Từng tầng đằng thuẫn bị đánh xuyên, nhưng cột sáng màu xanh vẫn phi tốc tiêu hao. Cuối cùng, cột sáng màu xanh vẫn rơi vào trên thân Viên Minh, truyền đến một hồi tiếng vang đôm đốt. Chính bản thân hắn cũng bị cột sáng màu xanh bao trùm. Ba người trong lôi trận, dù thi triển ra phòng ngự áp đáy rương, vẫn bị sét đánh nhào nhào ngã trên đất, biến thành ba hình người than cốc. Lôi pháp công kích ở tu thiên giới vốn vượt qua hỏa pháp, hoàn toàn xứng đáng là công kích đệ nhất, mà pháp trận gia trì càng khiến cho uy năng của nó cường hoành, nhân lực bất khả kháng. Lần này công kích xong, toàn bộ pháp trận lôi điện cũng giống như bị tiêu hao hết đa phần lực lượng, trở nên vô quang ảm đạm, chỉ duy trì hình thái cơ bản nhất. Mà thiết tháp trắng hán Thạch Điển thôi động pháp trận, lúc này gương mặt hãm sâu, thần sắc tiều tụy, cả người giống như bị hấp thụ một nửa sinh mệnh, hoàn toàn không còn cảm giác áp bách như lúc trước. Hắn buông lỏng ra thanh đồng cự kiếm, gắng gượng chống cự, ngồi dưới đất, cũng không nói chuyện, chỉ phối hợp lấy ra đan dược ăn vào, rồi bắt đầu điều tức khôi phục. Bọn hắn chết hết rồi sao? Thật lâu sau, Hà Văn Đạo thử thăm dò. Ngậm miệng đi! Cái này ai còn có thể sống chứ? Thạch Điển đột nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói. Năng lực Thạch huynh, ta tự nhiên là tin tưởng. Lần này Thạch huynh cư công chí vĩ, có được bảo vật. Người có thể ưu tiên chọn một kiện. Thu hồi pháp trận, người nghỉ ngơi cho tốt đi. Hà Văn Đạo lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vậy thì còn được. Thạch Điển hừ một tiếng, đứng dậy đi hướng đống loạn thạch, đưa tay rút thanh đồng cự kiếm cắm trên đất ra. Linh thạch lôi thuộc tính chỗ chui kiếm đã biến mất. Thạch Điển tiếc hận lắc đầu. Hắn lại đi đến một chỗ ngóc ngách, cúi người, thọc tay xuống mặt đất. Một lát sau, từ lòng đất rút ra một cây trụ đồng màu xanh, chạm khắc lớn bằng cánh tay, dài khoảng 3 thước, thu vào nhẫn trữ vật. Theo một loại thứ tự nào đó, hắn liên tiếp rút từ dưới đất ra 7 cây trụ đồng giống nhau như đúc, giải trừ toàn bộ pháp trận, sau đó ngồi xếp bằng điều tức. Sa Hạo buông ra thần thức dò xét đi tới, rồi gật đầu. Trên thân 3 người kia, đã không phát hiện được bất luận 3 động linh lực gì. Hà Văn Đạo vòng quanh thi thể cháy đen của 3 người Viên Minh. Thạch Điển, người không tiếc xuôi nam vạn dặm, cầu từ tiêu gia, thanh đồng lôi văn trận, uy lực đúng là mạnh. Đáng tiếc bố trí quá là phiền phức, quá hao tổn linh thạch. Lần này tiêu hao lớn như vậy, nếu không phải một lần giết chết 3 tên trúc cơ kỳ, chúng ta không chỉ không kiếm lời, còn phải lỗ vốn. Hà Văn Đạo gật gù đắc ý nói. Vừa nói, hắn vừa tiến lên, lấy xuống nhẫn trữ vật trên tay Bạch Dạ, lại từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ. Ngay trước mặt 2 người Sa Hạo cùng Thạch Điển, hắn ta tự nhiên không thể tự kiềm chế thu lại. Như vậy cầm ở trong tay, lại đi lột xuống nhẫn trữ vật của Lục Thâm trưởng lão. Lão già, ở trước mặt ta còn cố làm ra vẻ, đan dược của ngươi cũng không ít. Nói xong, Hà Văn Đạo gắt một cái, nhịn không được, đá Lục Thâm trưởng lão một cước. Dứt lời, hắn lại đi tới Viên Minh. Trong 3 người yếu nhất là cáp cống này. Trước đây là được Bạch Dạ dẫn tiến miễn khảo nghiệm thực lực, làm hắn có chút khó chịu. Bây giờ đã thu thập xong, tự nhiên tính sau khi lấy đồ sẽ làm hỏng thi thể của Viên Minh. giả mạo người Nam Cương. Hà Văn Đạo đi đến trước người Viên Minh lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn cúi người, lấy xuống trữ vật trên ngón tay cháy đen của Viên Minh. Ngay lúc hắn muốn dò xét vật trong giới chỉ, trong lòng lập tức rung lên. Cùng lúc này, Sa Hạo cũng phát hiện, trên thân Viên Minh bỗng nhiên dâng lên một hồi ba động pháp lực mãnh liệt. Y vừa định lên tiếng nhắc nhở bỗng cảm giác, sau gáy một hồi phát lạnh. Thân hình bỗng nhiên né tránh, đồng thời quay người nhìn. Chỉ thấy một đạo bóng đen tinh tế lóe lên trong hư không, chợt biến mất không thấy. Y lần nữa nhìn về phía Hà Văn Đạo bên kia. Chỉ thấy Viên Minh cầm một chua dao găm hiện ra màu sắc lông đuôi khổng tước, đâm vào lồng ngực của Hà Văn Đạo. Hà Văn Đạo thậm chí chưa kịp thả ra bảo quang hộ thể, trái tim đã bị đâm xuyên. Ngực Hà Văn Đạo dâng trào máu tươi, một chữ cũng không nói ra miệng. Huyết dịch đã biến thành màu đen, khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tan. Sa Hạo nhướng mày, than nhẹ nói, giả chết. Y tự nhiên nhìn ra được, Hà Văn Đạo đã không cứu nổi. Chỉ là y không rõ Viên Minh làm sao ẩn nặc ba động pháp lực hoàn mỹ như vậy, thậm chí mất đi khí tức của người sống. Chỉ là còn không đợi y nghĩ rõ ràng, Viên Minh đã bỏ rơi thi thể Hà Văn Đạo, thu thập pháp khí trữ vật của hắn và cả trữ vật giới chỉ của mình vào. Đồng thời màu cháy đen trên thân tróc ra không ít, rõ ràng là các loại vụn gỗ. Sau một khắc, Viên Minh thi triển vô ảnh bộ, cầm hàng tinh kiếm vọt tới Sa Hạo. Mới vừa rồi một kích lôi đình kia, thời khắc cuối cùng Hoa Chi từ bỏ hơn phân nửa bản thể, hình thành một đằng giáp phủ kín Viên Minh, ngăn cách lôi điện, chống đỡ công kích sau cùng, giúp hắn trở về từ cõi chết. Mà thời khắc cuối cùng hắn vận chuyển tàn nguyên thuật tới cực hạn, che kín toàn bộ khí tức pháp lực, tạo cảnh giả chết. Sa Hạo thấy vậy thì ngưng mày, tay nhẹ nhàng vung lên trước người. Hư không phía trước như có sóng nước dập dờn, chợt bỗng hơi nhúc nhích. Chỉ là động tác của y vừa mới làm ra, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sắc mặt cũng đột biến, lập tức nhắc nhở Thiết Tháp Cự Hán Thạch Điển. Cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Trong lúc nói, mũi chân của y đột nhiên điểm xuống mặt đất, lướt thẳng đến Viên Minh. Viên Minh giống như phối hợp với lời của y, vậy mà xông tới một nửa, thân hình đột nhiên chuyển hướng, quay đầu xông về phía Thạch Điển. Thạch Điển ngừng điều tức, bắt lấy thanh đồng cự kiếm sải chân xông tới Viên Minh. Gã luân chuyển cự kiếm, đồng thời trên thân kiếm sáng lên ba đạo phù văn cổ xưa. Lúc này một hồi điện quang đôm đốt che đậy toàn bộ thân kiếm. Bị thanh sắc lôi điện bao trùm cự kiếm, lập tức hóa thành một cột sáng lôi điện dài khoảng 6 thước, bổ xuống đầu Viên Minh. Lần này công thủ, Viên Minh từ chủ động công kích biến thành bị người giáp công. Trước có cự kiếm Thạch Điển ngạnh kháng, sau có Sa Hạo truy kích. Tình cảnh của hắn bỗng nhiên không ổn. Mắt thấy là phải đón đỡ Thạch Điển trước, Viên Minh bỗng dừng lại, thân hình đột nhiên thay đổi, vùng tay phóng chủy thủ về Sa Hạo đang đuổi theo. Chủy thủ hóa thành một đạo u quang bắn nhanh tới, mà sau lưng Viên Minh cũng mở rộng, tự hồ dự định lấy huyết nhục đón đỡ một trảm của cự kiếm Thạch Điển. Chương 273 Trốn. Chết đi. Thạch Điển ở giữa không trung, thay thế đại hỷ, hai tay vận đủ kinh lực, ra sức chém cự kiếm lượn lờ lôi quang xuống đầu Viên Minh. Rất có khí thế bổ Viên Minh thành hai nửa. Nhưng đối mặt công kích của hắn, Viên Minh vẫn không quay đầu, chỉ là ngón tay khẽ chỉ, hàng tinh kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về Sa Hạo. Ngay lúc cột sáng lôi điện sắp rơi xuống, phía sau Viên Minh bỗng hiện ra một cái bóng to lớn, chính là Vượng Trắng Kim Cương. Kim Cương há miệng gào thét, hai cánh tay tráng kiện đón quang mang thanh sắc lôi điện, bàn tay trong phút chốc biến thành kim sắc, bắt lại mũi cự kiếm đang chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm đùng đốt nổi lên. Vô số thanh sắc điện quang nhảy lên trong lòng bàn tay Vượng Trắng, bắn tung tóe ra hồ quang điện dày đặc, đơn giản xé rách kim quang nơi hai tay Kim Cương, khiến bàn tay nó cháy đen. Thân hình cao lớn của Vượng Trắng không ngừng rung rẩy, nhưng nó vẫn không chịu buông tay, mặc cho Thạch Điển dùng lực như nào, vẫn không thoát khỏi tay của Vượng Trắng. Thạch Điển lộ ra kinh hãi. Chui lôi văn cự kiếm này chính là thượng phẩm pháp khí lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Trước kia, địch nhân dù tu vi mạnh cỡ nào, bị kiếm này phát ra, thành lôi đánh trúng, đều sẽ đánh mất năng lực hành động. Đầu Vượng Trắng này vậy mà có thể chịu nổi. Hắn đang muốn tăng lớn uy lực cự kiếm. Phần lưng kim cương hiện lên kim quang, trống rỗng tác ra hai tay vượng kim sắc tráng kiện. Vượng trảo như lưỡi đao chụp vào ngực của Thạch Điển. Thạch Điển vội vàng buông cự kiếm lùi bước, nhưng chỗ ngực bụng vẫn bị vạch ra hai vết thương sâu tận xương. Thạch Điển trở về từ cõi chết, đang muốn tránh xa một chút thi pháp chữa thương. Kết quả chạy không được bao xa thì mặt đất dưới thân hắn bỗng nhiên vỡ ra. Mây nhánh dây giống như rắn độc nhảy lên, cuốn lấy hai chân của hắn, lại là Hoa Chi xuất thủ. Nó bị lôi điện thanh đồng lôi văn trận diệt sát một nửa thân thể, khí tức cũng suy yếu một nửa, nhưng đối phó với Thạch Điển đang trọng thương vẫn là dư xài. Thạch Điển cảm thấy toàn thân tê rần, không thể động đậy. Nhánh dây cuốn lấy hắn sinh ra một cổ cự lực, bỗng nhiên kéo xuống. Thân thể khôi ngô của hắn nặng nề đập trên mặt đất. Trên mặt đất nơi mặt hắn lập tức tuôn ra càng nhiều nhánh dây trói buộc hắn, kéo chìm vào trong đất cát, thoáng qua biến mất không thấy. Hầu tử, cảm ơn. Thần niệm Hoa Chi từ trong lòng đất truyền ra. Chỗ sâu mặt đất truyền đến một hồi tiếng gào thét ngột ngạt, rất nhanh quy về tĩnh mịch. Một bên khác, Sa Hạo đón thanh trụy thủ hiện ra lục sắc u quang của Viên Minh, căn bản không mảy may né tránh. Lúc cả hai tiếp xúc, trụy thủ lại từ thân thể của y xuyên qua, thân ảnh y trong nháy mắt xé nát, nhưng lại không xuất hiện cảnh huyết nhục văng tuôn tóe. Thân ảnh y tự như hơi nước bốc hơi, chậm rãi tiêu tan. Thân ảnh Sa Hạo trống rỗng hiện ra sau lưng Viên Minh, tay nắm chặt một thanh trường kiếm mỏng manh chém xuống kim cương. Kim cương lộn một cái, đứng dậy, đưa tay đánh một quyền về phía Sa Hạo. Nhưng một quyền này của nó đánh lên người Sa Hạo, lại vẫn như cũ xuyên thủng thân thể y. Thân thể y lần nữa như bọt nước tán loạn, thình lình lại là huyễn tượng. Kim cương vung hụt một quyền, mờ mịt đứng ngay tại chỗ, nhìn chung quanh không biết làm sao, lâm vào trong huyễn cảnh của Sa Hạo. Vượng Trắng kim cương, mặc dù lực lượng nhục thân cường đại, nhưng mà đối mặt huyễn thuật lại không có thủ đoạn chống cự. Viên Minh truyền âm gọi kim cương, lại không có hiệu quả chút nào, âm thầm kinh hãi, lập tức triệu hồi hàng tinh kiếm, nổi lên bạch quang lơ lửng trước người, tìm kiếm tung tích của Sa Hạo. Viên Minh bỗng nhiên quay người, nhìn sang một bên, chỉ thấy hư không nơi đó hiện ra một mảnh sóng nước nhộn nhạo. Tiếp theo, một bóng người trống rỗng hiện, tự nhiên chính là Sa Hạo. Viên Minh vô thức thả ra một cổ hồn lực bao lấy Sa Hạo. Hai mắt Sa Hạo nổi lên một tia mê mang, nhưng lập tức khôi phục. Huyễn thuật, hẳn người cũng là hồn tu, có lẽ có nguồn gốc với ta. Y nhẹ nhàng lay động quạt xếp màu đen trong tay, vừa nói vừa xếp quạt xếp, sau đó vung về Viên Minh. Một hồi thanh năm cuồng phong gào thét, một cổ gió lốc màu đen cao khoảng 10 trượng, như một đầu yêu long vặn vẹo, lao thẳng tới Viên Minh. Viên Minh thấy vậy không dám khinh thường, lúc này lấy ra quạt lông màu lam vung lên. Chỉ thấy mười mấy đạo phong nhận lớn như cánh cửa song song bay ra, lượn vòng đến đánh trúng yêu long màu đen. Yêu long trong nháy mắt bị cắt ra, hóa thành hơi khói tiêu tán. Cùng lúc này, hai câu trảo màu đen xuyên qua hơi khói, thẳng đến mặt Sa Hạo. Lần này Sa Hạo không né tránh mà một tay giơ cao, trong lòng bàn tay thêm ra một viên cầu kim loại màu bạc trắng, trôi hướng giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy phù văn trên ngân sắc viên cầu lóe lên quang mang, ngân sắc hào quang chói mắt từ trong viên cầu bắn thẳng ra, đánh vào móng vuốt bay đến. Chỉ nghe một tiếng ầm, móng vuốt vừa mới bay đến gần Sa Hạo ứng thanh nổ tung. Theo ô trảo nổ tung, toàn thân Viên Minh chấn động, lập tức cổ họng ngai ngái, hiển nhiên là bị phản vệ. Đúng lúc này, viên ngân sắc viên cầu bỗng nhiên sáng lên chói mắt, một tia sáng thẳng tắp đánh tới Viên Minh. Viên Minh vội vàng vung lên hư không, cửu hoàng kim đao rung động bổ tới phía ngân quang. Trên cửu hoàng kim đao lóe lên quang mang, một đạo phong mang bắn ra đụng vào quang mang ngân sắc. Kim sắc đao quang hoàn toàn không địch lại ngân sắc ánh sáng, trong nháy mắt tiếp xúc liền vỡ ra. Ngân sắc ánh sáng bay thẳng xuống, trong nháy mắt đánh vào trên cửu hoàng kim đao. Ầm một tiếng, cửu hoàng kim đao kịch liệt rung, chín cái vòng vàng trên đó nhao nhao bạo liệt, bay vụt ra tứ tán. Hai thầy Viên Minh kìm lại ôm đao nhìn qua, trên thân đao đã dày đặc vết rạn, hư hao nghiêm trọng. Lúc này một bên khác của đại địa bỗng nhiên chấn động, đất đá bắn lên. Hoa Chi diệt sát Thạch Điển xong xông ra mặt đất, hai tay vung lên. Mấy chục cây mây trong thanh quang bao phủ xuống, hóa thành hơn 10 thanh phi kiếm gỗ, bắn thẳng đến Sa Hạo. Theo sát phi kiếm, trên cánh tay Hoa Chi kéo theo chui thanh đồng cự kiếm đuổi sát đến Sa Hạo. Nhưng còn không đợi đến phụ cận, một đạo ngân sắc ánh sáng đã xuyên thấu, xoắn nát kiếm gỗ, đánh tới chỗ yếu hại nơi ngực của nó. Hoa Chi trong lúc vội vàng giơ kiếm đón đỡ trước người, đồng thời kết thành một mảnh một thuẫn ngăn cản. Ầm một tiếng nổ đùng đoàng, vô số nhánh dây nổ tan băng liệt. Thanh đồng cự kiếm gãy làm hai đoạn, Hoa Chi thì bắn ngược ra sau. Hoa Chi cầm kiếm gãy vừa mới đứng lên, còn muốn công kích lần nữa, nhưng trước mắt chợt lóe lên xích quang, phát giác bản thân đang bị hừng hực hỏa diễm vây quanh, chung quanh đều là lửa đốt, căn bản không thể động đậy. Nó muốn liên hệ Viên Minh, lại phát hiện ra rằng cảm giác giữa bọn nó đã bị cắt đứt, bản thân căn bản không biết Viên Minh ở đâu. Viên Minh nhìn Hoa Chi ngây người ngay tại chỗ, biết nó đã lâm vào trong huyễn cảnh thì không khỏi nhíu mày. Hoa Chi và Vượng Trắng là hai đại trợ giúp của hắn, gặp phải tình trạng khác luôn luôn không có gì gây bất lợi. Trước mắt là bị huyễn thuật của Sa Hạo gắt gao khắc chế. Bản thân mặc dù miễn cưỡng không bị huyễn thuật của đối phương ảnh hưởng, nhưng lại không thể không kiên kỵ viên ngân cầu cực phẩm pháp khí kia. Viên Minh nhìn thoáng qua cửu hoàng kim đao tổn hao nghiêm trọng trên tay, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý. Hắn lấy ra một thanh quạt lông thanh sắc, ra sức vỗ về phía trước một cái. Một cổ thanh sắc phong bạo thật lớn phun ra ngoài, cuốn theo bụi đất cây cỏ nhào về phía Sa Hạo. Trong phạm vi vài chục trượng, lập tức hỗn độn một mảnh, không nhìn thấy gì. Cùng lúc này, tay áo hắn rung nhẹ, ba đạo hắc quang mỏng manh hỗn tạp trong bụi đất phong bạo bắn về Sa Hạo, lại là ba thanh tiểu đao màu đen như lá liễu. Bộ pháp khí này là từ trong pháp khí trữ vật của Trịnh Đại Trân Linh Tông, tên là Lá Liễu Liên Hoàng Đao. Bọn người Trịnh Đại là nanh vuốt của cổ Thu Long, giá trị trên thân ít ỏi, pháp khí trữ vật ba người cộng lại duy nhất có giá trị chính là bộ trung phẩm pháp khí này. Sa Hạo cười một tiếng, quạt xếp màu đen trên tay nhẹ nhàng vạch một cái, một mặt quang thuẫn màu đen xuất hiện trước người, đơn giản ngăn lại Lá Liễu Liên Hoàng Đao. Nhưng mà lúc này Viên Minh lại không thấy bóng dáng. Sa Hạo vội vàng tìm kiếm, thân hình Viên Minh như quỷ mị lóe lên, xuất hiện gần kim cương đang đứng thẳng bất động, phất tay áo quấn lấy nó, thu nhập vào linh thú đại. Bước chân hắn không dừng, lần nữa lướt gấp ra ngoài, thẳng đến Hoa Chi bên kia. Sa Hạo giờ mới hiểu ra, Viên Minh ra vẻ công kích, thật ra là che giấu bản thân, thừa cơ cứu đi hai đầu linh thú. Thực lực Vượng Trắng và Hoa Chi cường đại, nếu để cho Viên Minh cứu đi rất là không ổn. Sa Hạo khẽ quát một tiếng, lần nữa thôi động ngân sắc viên cầu, bắn ra ngân quang chói mắt thẳng đến Hoa Chi. Viên Minh được chứng kiến uy lực ngân quang, vội vàng tế lên thủy vân phiên, ngăn trở ngân quang lóa mắt. Tê lạp một tiếng, trung phẩm pháp khí này đi theo Viên Minh nhiều năm bị vỡ ra, hóa thành đoá đoá mảnh vỡ. Bất quá ngân quang cũng bị chấn cho lệch hướng, lướt qua đầu Hoa Chi. Viên Minh thương tiếc đưa tay bắt lấy thân thể Hoa Chi, thu nhập vào túi linh thú, lập tức lao ra nơi xa. Chạy đâu? Sa Hạo bị chơi xỏ một vố, sắc mặt rất là khó coi, lập tức đuổi sát theo. Đồng thời chỗ mi tâm hắn lượn lờ huyết quang, một đạo huyết ảnh mơ hồ từ đó bay ra, lại là một con huyết sắc biên bức. Huyết bức? Đây là thần hồn hóa hình của hắn sao? Giống với đại trưởng lão. Trong lòng của Viên Minh nghiêm nghị. Huyết sắc biên bức nhanh chóng dị thường hơn xa hồn nha, nhanh chóng tới gần Viên Minh, mắt thấy là sẽ đuổi kịp. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng, một đạo tử sắc lôi điện lớn bằng cánh tay rơi xuống, bổ về huyết sắc biên bức. Lại là Lôi Vũ chẳng biết từ khi nào bay trở về, lúc này phần lưng nó rơi mất một nhúm lông vũ, lưu lại một vết thương, mà con bạch ưng truy kích nó cũng đang từ xa bay tới. Huyết sắc biên bức chính là thần hồn biến thành, kiên kỵ lôi điện công kích. Sa Hạo vội vàng điều khiển huyết bức trốn tránh. Viên Minh thừa cơ triệu hồi lá liễu liên hoàng đao, tế lên bạch ngọc phi toa, thả người nhảy lên. Pháp lực thể nội từ hai chân không ngừng rót vào trong ngọc toa. Bạch ngọc phi toa hóa thành một đạo trường hồng màu trắng vọt lên bầu trời. Thân hình Lôi Vũ xoay quanh cũng đi theo sau. Vào thời khắc này, trong túi linh thú, thân thể Hoa Chi cùng kim cương rung lên, vậy mà lần lượt tránh thoát huyễn thuật, khôi phục lại. Viên Minh cảm ứng được tình huống này, trong lòng buông lỏng. Hắn đang định thử phá giải huyễn thuật mà hai con thú đã trúng, không ngờ bọn chúng lại tự thức tỉnh. Lúc này Sa Hạo khó chịu, hắn nhìn hướng Viên Minh thoát đi, bấm tay điểm ra giữa không trung. Một tia ô quang từ trong tay áo bắn ra, nhanh đến Lôi Vũ, là một cây đoản chùy hình rắn tốc độ cực nhanh. Nhưng Lôi Vũ khẽ vỗ hai cánh, trên không trung chuyển hướng, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh màu đen, đơn giản né tránh đoản chùy tập kích, truy hướng Viên Minh, dễ dàng bay song song với bạch ngọc phi toa. Chương 274: Theo đuổi không bỏ. Sa Hạo chờ bạch ưng đáp xuống đầu vai. Bạch ưng lúc này một cây móng vuốt cháy đen, lông cánh ở đuôi thừa thớt, hiển nhiên vừa rồi truy đuổi giật điểu cũng ăn thiệt thòi không ít. Sa Hạo cũng không kịp trấn an bạch ưng, khoát tay, một chiếc phi thuyền đỏ xuất hiện trước người y. Thân thuyền hình như cá bơi, dài chừng 2 trượng, phần đuôi có mâm tròn màu xanh đứng ở hai bên trái phải. Sa Hạo nhảy lên phi thuyền tạo hình kỳ dị này, hỏa hồng phi thuyền lập tức tỏa ra hồng quang lóa mắt, mâm tròn màu xanh ở đuôi thuyền cũng lập tức xoay tròn, bắn ra sau hai cột sáng màu xanh thô to. Hồng quang thanh mang đang vào một chỗ, phản phất phong hỏa cùng nhau, ba động linh lực phóng đại. Hỏa hồng phi thuyền lướt nhanh như gió, bay vụt lên không trung, tốc độ hơn xa bạch ngọc phi toa, khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn. Lôi Vũ. Viên Minh nhìn về phía dực điểu bên cạnh, lấy ra một tử sắc linh quả ném tới. Lôi Vũ tiếp được linh quả rồi nuốt, phát ra tiếng kêu to vui vẻ. Hắn lại ném một trữ vật giới chỉ vào miệng của Lôi Vũ, trong tay áo bay ra một hồn nha, quanh người còn quấn quanh một cổ pháp lực, chui vào thân thể Lôi Vũ. Đi thôi, Viên Minh phân phó. Lôi Vũ giương cánh phóng lên không trung, quay người bay trở về, há miệng phun một cái về hướng Sa Hạo cùng hỏa hồng phi thuyền. Một đạo tử sắc lôi điện phóng tới. Sa Hạo không chút hoang mang, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, quanh hỏa hồng phi thuyền lập tức xuất hiện một tầng quang tráo màu đỏ sáng long lanh. Tử sắc lôi điện đánh vào phía trên, phát ra tiếng vang lớn, nhưng quang tráo màu đỏ chỉ rung lên liền ổn định lại. Lôi Vũ thấy công kích thất bại kêu vang, giương cánh đánh tới Sa Hạo, trên móng vuốt nổi lên từng tia lôi quang, tựa hồ phải dùng lợi trảo đã thương địch thủ. Thấy Lôi Vũ đến gần mình, trong mắt Sa Hạo lóe lên vẻ vui mừng. Y đã sớm thấy dược điểu này bất phàm, trước đó còn để bạch ưng đi bắt. Lôi Vũ này nếu một mực từ đằng xa phát động lôi điện công kích, bằng tốc độ nhanh như tia chớp của nó, y chưa hẳn bắt được. Hiện tại đầu dược điểu này tới gần, y có quá nhiều biện pháp để chế phục nó. Đang cân nhắc, Sa Hạo điểm mi tâm, một cổ ba động thần hồn cường đại khuếch tán ra, chụp vào Lôi Vũ. Nhưng vào lúc này, hồn nha Viên Minh điều khiển cổ pháp lực kia, thôi động phù lục cất giữ trong nhẫn trữ vật. Trước người Lôi Vũ ba động cùng một chỗ, trống rỗng thêm ra hơn 10 tấm phù lục, mà Lôi Vũ chuyển hướng bay về phía Viên Minh. Những phù lục này màu sắc khác nhau, mỗi một tấm bắn ra ba động pháp lực mạnh mẽ, tất cả đều là phù lục trung phẩm. Thần sắc Sa Hạo đại biến, vội vàng điều khiển phi thuyền tránh sang bên cạnh. Phi thuyền cũng lập tức hiện ra quang tráo màu đỏ, nhưng đã muộn. Trước người Lôi Vũ hiện ra một mảnh thanh quang, phù lục đều bị kích phát. Lôi điện, hỏa cầu, phong long, mưa kiếm, các loại pháp thuật từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên phi thuyền. Uy năng pháp thuật trút xuống che mắt phi thuyền màu đỏ. Quan tráng phi thuyền mặc dù kiên cố nhưng cũng không thể tiếp nhận hơn 10 tấm trung phẩm phụ lục hợp lực công kích, cuồng thị mấy lần, sau đó ầm vang sụp đổ. Chỉ nghe thanh âm đồn đốt đứt gãy không ngừng vang lên bên tai. Phi thuyền to lớn bốc cháy thành quả cầu lửa rơi xuống dưới. Viên Minh thừa dịp phi thuyền Sa Hạo rơi xuống, điều khiển Bạch Ngọc phi toa tiếp tục bay tới trước. Không lâu sau, Lôi Vũ bay vụt trở về, trên móng vuốt còn đang nắm một nhẫn trữ vật, há miệng phun ra một hồn nha. Nhờ có linh thạch dư giả, Viên Minh mua sắm không ít phụ lục. Loại công kích dùng hồn nha phối hợp linh thú thì pháp ở cự ly xa cực kỳ ẩn giấu. Viên Minh trước kia đã nhiều lần sử dụng qua, lần nào cũng có hiệu quả cao. Thân là hồn tu, Sa Hạo tự nhiên sẽ dựa vào thần hồn hóa hình, có thể điều khiển pháp lực ở cự ly xa, lại không ngờ có cách dùng như vậy, nên vội vàng không kịp chuẩn bị. Phi thuyền bốc cháy ầm vang nổ tung, ngọn lửa cực nóng nuốt hết thảy trong phạm vi vài chục trượng. Sa Hạo không có chỗ đáp, từ không trung rơi xuống. Bạch Ưng từ trên cao gia tốc đuổi kịp Sa Hạo, xoay quanh tiếp được Sa Hạo đang rơi xuống. Một ưng một người bị thương không nhẹ, cánh Bạch Ưng bị cháy rất nhiều lông vũ, móng vuốt bị đốt cháy đen. Quần áo Sa Hạo cũng rách nát, nhìn rất chật vật. Truy theo. Sa Hạo vỗ Bạch Ưng dưới thân mình, xuất ra một viên dược hoàng cho Bạch Ưng ăn. Bạch Ưng mừng rỡ, vỗ cánh đuổi theo Viên Minh. Nhưng Bạch Ưng thụ thương không nhẹ, tốc độ phi hành kém xa phi thuyền màu đỏ, so với Bạch Ngọc phi toa cũng chậm hơn không ít, rất nhanh bị bỏ lại một khoảng cách. Nhưng Sa Hạo không hề từ bỏ, vẫn theo đuổi không tha. Viên Minh thấy Sa Hạo như âm hồn bất tán, trong lòng cũng trầm xuống. Trước đó hắn ác chiến một phen, pháp lực kỳ thật đã còn thừa không nhiều. Ngày nay điều khiển Bạch Ngọc phi toa, mặc dù có linh thạch bổ sung, cũng không thể nào chèo chống quá lâu. Ánh mắt Viên Minh chớp động, bàn tay hướng về linh thú đại đang cất giữ thanh vân hạt. Tốc độ con hạt này phi hành không nhanh, nhưng có thể tranh thủ một chút thời gian khôi phục pháp lực cũng là tốt. Tiếng kêu Lôi Vũ từ bên cạnh truyền tới, cũng nguyện ý nói Viên Minh có thể cưỡi nó một đoạn đường. Lôi Vũ mặc dù chỉ là cấp 1 thượng giai, linh trí đã có thể so với linh thú cấp 2, có thể tiến hành trao đổi đơn giản cùng với Viên Minh. Viên Minh chần chừ, Lôi Vũ mới sinh được 2 năm, thân thể chỉ lớn gần trượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cưỡi điểu này, một mực chuẩn bị chờ nó tiến giai cấp 2, lại cân nhắc trở thành tọa kỵ của mình. Hiện tại còn quá sớm. Thế nhưng, Sa Hạo ở phía sau ép sát, không bao lâu sẽ đuổi kịp. Vậy vất vả ngươi một chút. Viên Minh nhảy lên lưng của Lôi Vũ, đồng thời thu hồi phi toa. Thân thể Lôi Vũ trầm xuống nhưng rất nhanh ổn định lại, phát ra một tiếng réo vang xuyên thấu trời cao. Hai cánh ẩn hiện lôi quang, vèo một tiếng vọt tới trước. Tốc độ nó nhanh hơn Bạch Ngọc phi toa rất nhiều, hết thảy chung quanh cấp tốc lui. Viên Minh vừa mừng vừa sợ, hắn biết rõ tốc độ Lôi Vũ phi hành rất nhanh, nhưng không ngờ chợ hắn cũng có thể nhanh chóng đến trình độ này. Lôi Vũ cố ý thể hiện trước mặt Viên Minh, trên cánh đại thịnh lôi quang, tốc độ tăng lên không ít, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt, triệt để vứt bỏ lại Sa Hạo. Viên Minh thấy cảnh này, tâm thần căng cứng rốt cuộc buông xuống, khoanh chân ngồi trên lưng Lôi Vũ, lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào. Đồng thời cũng xuất ra 2 khối linh thạch trung phẩm mộc thuộc tính nắm trong tay, hấp thu linh lực trong đó. Pháp lực của hắn khôi phục nhanh chóng, tính toán hành động tiếp theo. Hắn đưa tin cho Tịch Ảnh nhưng chưa được trả lời. Hiển nhiên, Tịch Ảnh đã ngoài vạn dặm. Sa Hạo bị mình dẫn đi, chỉ cần vận khí hứa thiên không có kém, bình an thoát khỏi thí luyện cũng không thành vấn đề. Sinh Diệp Tông lần này tổn thất nhiều đệ tử, Lục Thâm cũng vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hình dáng Sa Hạo đã bại lộ, chỉ sợ sẽ không thể đi rêu rao khắp nơi. Viên Minh lo lắng duy nhất chính là Sa Hạo có lộ ra thân phận hồn tu của hắn hay không. Tù tiền giới Trung Nguyên căm thù hồn tu, cơ hồ người người đều kêu đánh. Nếu Sa Hạo bị bắt, nói ra thân phận hồn tu của hắn, thì hắn cũng sẽ gặp nạn. Tốc độ phi hành của Lôi Vũ mặc dù nhanh, nhưng dù sao nó chưa trưởng thành. Mới vừa rồi đại chiến với Bạch Ưng tiêu hao cũng to lớn, không đến một khắc đồng hồ thì thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ rõ ràng chậm chạp đi. Viên Minh không miễn cưỡng với Lôi Vũ mà thu nhập vào linh thú đại nghỉ ngơi, gọi ra Thanh Vân Hạc tiếp tục đi đường. Không bao lâu, hắn đột nhiên biến sắc, quay người nhìn ra sau lưng. Một con bạch ưng xuất hiện nơi chân trời, cấp tốc chạy tới, chính là Sa Hạo. Ôi, nhanh như vậy sao? Viên Minh lấy làm kinh hãi. Tốc độ phi hành của dược điểu cực nhanh, vừa rồi đã bỏ rơi Sa Hạo hơn 10 dặm. Trong thời gian này hắn nhiều lần cải biến phương hướng, vượt xa phạm vi thần hồn Sa Hạo, y làm sao mà đuổi kịp. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Viên Minh lập tức thu hồi Thanh Vân Hạc, thay đổi qua Bạch Ngọc Phi Toa, tăng lên tốc độ đi đường. Pháp lực của hắn đã khôi phục 2-3 thành, toàn lực thôi động Bạch Ngọc Phi Toa, rất nhanh lại bỏ rơi Sa Hạo. Một phen giày vò, pháp lực hắn còn thừa không nhiều, đành phải lần nữa gọi ra Thanh Vân Hạc. Hắn ngồi xếp bằng trên lưng hạc, khôi phục pháp lực. Có bài học lúc trước, Viên Minh triệu hồi ra dòng nước, cọ rửa khắp toàn thân, sau đó lấy ra món mũ che màu xám rồi đội vào. Cũng dùng pháp thuật che giấu khí tức Thanh Vân Hạc dưới thân, tiêu trừ hết khả năng bị truy tung. Thế nhưng nửa khắc đồng hồ sau, Sa Hạo lại lần nữa đuổi theo. Viên Minh thầm hô tà môn, lần nữa tế ra Bạch Ngọc Phi Toa đào tẩu, vận khởi thần thức dò xét kỹ các vị trí cơ thể. Sa Hạo 2 lần đuổi theo tinh chuẩn, nhất định có biện pháp khóa chặt vị trí của hắn. Trong tu tiên giới có bí pháp lợi dụng pháp lực hoặc là thần thức thực hiện ấn ký trên người địch nhân. Hẳn là vừa rồi trong lúc giao thủ, Sa Hạo bất tri bất giác thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng Viên Minh liên tiếp dò xét 3 lần vẫn không thu hoạch được gì. Hắn kiểm tra quần áo trên người, Bạch Ngọc Phi Toa, các loại vật phẩm, thậm chí ngay cả Lôi Vũ, Hoa Chi, kim cương trong túi linh thú cũng là tra xét qua 1 lần, vẫn không phát hiện bất kỳ đầu mối. Viên Minh không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực đào mệnh. Cứ thế, 2 người, 1 đuổi 1 chạy trong Vân Lạc Sơn Mạch, bắt đầu chơi trò trốn tìm. Tốc độ bạch ưng không bằng Bạch Ngọc Phi Toa, mỗi lần đến gần là bị bỏ lại. Nhưng nó giống như một khối kẹo da trâu, bất luận Viên Minh thi triển loại thủ đoạn nào, ý đồ giấu kín hành tung đều không có hiệu quả. Chỉ cần Viên Minh không dùng Bạch Ngọc Phi Toa đi đường, Sa Hạo sẽ rất nhanh đuổi kịp. Tầm nửa ngày sau, Viên Minh lại 1 lần nữa bỏ rơi Sa Hạo, sắc mặt dần dần âm trầm. Sa Hạo kia không biết dùng biện pháp gì, vậy mà khiến tốc độ của bạch ưng tăng lên không ít. Mặc dù không bằng Bạch Ngọc Phi Toa, nhưng mỗi lần đuổi kịp, thời gian lại càng ngày càng rút ngắn. Viên Minh không thể làm gì, không ngừng phục dụng đan dược, lần lượt cưỡng ép bản thân, đan điền đã ẩn ẩn đau nhất. Thể lực Lôi Vũ và yêu lực tiêu hao quá lớn, đến nay vẫn không khôi phục, không thể triệu hồi nó ra. Cứ mãi tiêu hao như vậy, thân thể ấu nhược của nó cũng không chịu nổi gánh nặng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chưa thể chạy ra Vân Lạc Sơn Mạch, ta sẽ bị Sa Hạo đuổi kịp mất. Viên Minh tính toán đối sách, nhìn về phía dưới. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng. Hắn bay xuống dưới, rất nhanh rơi vào trước một sơn cốc. Sơn cốc này có hình dạng miệng hồ lô, càng vào bên trong, không gian càng chật hẹp. Trong sơn cốc cây cối phồn thịnh, che khuất bầu trời, vừa nhìn là biết nơi ẩn thân cực tốt. Viên Minh đi vào, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy. Cũng không lâu sau, Sa Hạo cưỡi bạch ưng bay vụt tới, cũng rơi vào trước sơn cốc. Dám đấu với ta sao? Xem tiểu tử nhà ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu. Hắn thu hồi bạch ưng, nhìn vào bên trong, tay điểm lấy mi tâm, lập tức huyết quang hiện lên. Kết thúc tập 87 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.